Rồi, bây giờ là còn cái tấm một cái bộ sập với lại một cái sập đơn thì anh em sơn sập gỗ sẽ mang về nhà cho anh Tám ở cái chi nhánh ở Trần Ngọc Quế nha cả nhà. Bây giờ lên xe chuẩn bị đi. Nhà ông nhà nào ta? Quay đầu. Hồi nãy là cái chi nhánh 2 là để cái bàn để cho khách dùng lẩu ở đó, thì còn bây giờ là anh em sơn sập gỗ đã qua chi nhánh 1 của nhà hàng lẩu mắm Cần Thơ nha cả nhà. Ở đường Trần Ngọc Quế thì đây đây là một cái nhà hàng, và cái nhà của anh Tám thì cũng kế bên đây luôn. Thì bây giờ là tới giờ trưa rồi nên anh Tám là mời anh em sơn sập gỗ một bữa lẩu mắm để thưởng thức cái đặc sản của Cần Thơ như thế nào. Thì mời cả nhà vào ăn lẩu mắm cùng anh em sơn sập gỗ nha. Đây thì cái không gian bên đây thì nó hơi nhỏ hơn so với bên kia nhưng mà nó cũng rất là mát mẻ nha. Ví dụ như mình có đi du lịch ở Cần Thơ hoặc là những cái khu vực lân cận thì mình cũng có thể ghé qua Cần Thơ, thành phố Cần Thơ để mình thưởng thức món lẩu mắm. Và tại vì ở đây rất là đặc biệt, ở đây anh Tám có một cái sở thích là chơi đồ gỗ nguyên khối, thì anh Tám ở đây là sử dụng những cái tấm bàn nguyên khối này làm bàn ăn luôn cả nhà, nên rất là đặc biệt. Hầu như là những cái mà nhà hàng mà sử dụng gỗ nguyên khối hầu như bây giờ rất là ít cả nhà, nên là khi mà ngồi ai mà mình có đam mê về đồ gỗ mà mình được ngồi ăn thưởng thức món ăn ở trên một cái bàn gỗ như thế này á, mình cái cảm xúc mình nhiều lắm, mình cũng cảm thấy là rất là vui, là độc đáo bởi cái bàn này cả nhà. Đây là bàn gỗ lim, bàn gỗ lim mà anh Tám để làm một cái bàn tiếp khách. Nói chung là nhà hàng của ảnh là tương lai với mong muốn tương lai là ảnh sẽ decor, ảnh làm lại bằng gỗ nguyên khối hết cả nhà. Bây giờ mọi người ơi, mọi người cùng thưởng thức món lẩu mắm Cần Thơ như thế nào nha cả nhà. Nhưng mà đầu tiên là nhìn thấy cái dĩa rau là rất hấp dẫn. Đây cả nhà, rất là hấp dẫn luôn nè. Gì thì gì chứ mà rau nhiều như thế này, hấp dẫn như thế này á, thì có phải là đây là cái bí quyết mà giúp cho cái quán lẩu mắm của anh Tám lúc nào cũng đông khách hết cả nhà. Ngày hôm nay là ngày thường, không phải là ngày nghỉ, ngày du lịch nha, khách cũng nhiều. Giờ này chắc chưa tới giờ ăn của anh Tám hả? Còn 1 giờ nữa em. Bây giờ là ngồi đây là anh giãn cái mặt anh ra được chưa? Anh giãn cái mặt anh ra được chưa? Vậy phải căng, phải vậy mới đẹp trai không anh Tám. Em mới nói là hôm giờ á anh bào em dữ quá, bữa nay em xuống bào lại anh nè. Chàng ơi, ai mà không muốn vui vẻ, ai muốn gắn cái nanh lên mặt thôi em. Dạ. Nói nữa, tại ai hả? Lý do tại ai hả? Không, tại vì nhiều khi anh mà em đã làm đi những gì cho đổi là khỏe lắm luôn á. Vậy là tại em làm sai không? Em không ngờ. Có cái đó nói thiệt chứ. Anh kỹ tính nhưng mà cái gì từ đầu mình nói với nhau là ok, vậy là rất là nhanh gọn luôn. Hãy em chờ qua em bắt lửa nhỏ rồi. Còn ví dụ như có những cái khó khăn gì đó mình cùng đứng ra trao đổi. Chuyên làm người này được mà. Sáng là 7 giờ rưỡi là anh thức rồi, là 8 giờ anh qua bên Vườn Mai anh ở bển, 9 giờ tại vì anh đấu đón là em tới 10 giờ em mới tới. Cái rau này á, ở đây nó mập ú u á. Em ở Sài Gòn á, vừa già mà vừa mỏng nữa. Người ta chọn á. Anh Nắm, nó tự nhiên anh. Để rau vô thêm đi châu, cho nó chín dễ ăn. Vậy hả? Em sợ nó chín quá. Hôm trước là anh Tám phải bắt em xuống xưởng đi tới luôn bữa này. Bữa này em phải hành lại anh Tám. Mà em có xuống gì đâu. Hả? Mẹ em có xuống đâu. Sao không xuống? Không xuống mà có hình. Không xuống mà ơi, được với anh á. Đâu, mẹ em không có xuống. Em xuống là chúng em xuống đem like thôi. Mấy ngày đầu xuống là cậu gỗ cho anh khí thế luôn á. Nhìn mấy cái thớ gỗ mình thích ha. Cái này là những cái này là cái hả? Vườn gỗ, những cái tôm này là cái đường dinh dưỡng của cây á. Cái này gọi là tôm gỗ, mạch máu của cây luôn á. Rồi hồi trước á là sao mà anh Tám biết tới sơn sập gỗ? Trên mạng
Là anh biết tụi em qua Facebook trước hay là YouTube trước? Qua Facebook trước. Em cũng nhớ là lúc đó anh cho số điện thoại trên Facebook đúng không? Tại vì lúc đó đó Sơn sập gỗ like. Lần đó là cái chi nhánh á, cái trụ sở là ở trên Tây Nguyên á, có anh vua khỉ miền Tây gì mà Sơn Chiến hay nói đó. Là cái đó là lúc đó xuống đây rồi. Là lúc đó anh đã biết rồi. Nhưng mà anh nghe nói là ở trên Gia Lai nó xa quá. Nên ra anh không có để ý. Đó. Rồi Sơn cứ kêu anh để số điện thoại mà anh có để. Rồi sau này anh thấy ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì nó gần ở đây. Thì mình cũng đam mê, ví dụ hôm nào mình rảnh mình có mua thì mình lên mình coi sản phẩm. Tại vì hồi xưa anh đi mua mai anh cũng chạy xe đi không mà. Nên trong là ngoài cây là chuyện đi bình thường. Cái việc mà tụi em mà dời văn phòng về Sài Gòn á là thuận tiện hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Hầu như là bây giờ khách hàng á tới với tụi em á là cũng là do tụi em ở Sài Gòn thuận tiện. Rất thuận tiện luôn á. Tại vì thứ nhất á là ở đồng bằng sông Cửu Long này người ta muốn lên người ta xem gỗ trực tiếp, người ta chỉ cần bỏ ra 2.5 tiếng là ta lên tới rồi. Như chỗ anh nè. Hồi đó anh quyết định anh mua lý do là anh tính cái đầu gần. Và anh tính là anh sẽ lên chợ anh coi xẻ gỗ luôn. Đó, sau này anh tin tưởng em, anh đâu có lên. Bị em dụ lên xẻ gỗ đi anh hả, lên xẻ gỗ đi anh mà. Con cái là khi mà em nhín thời gian em đi là em phải bỏ hết một ngày. Dạ. Tại vì đi lên chợ anh đâu phải là đi rồi về liền đâu. Còn ghé dập đường ăn uống. Này gọi là cũng là chi phí cơ hội đó. Khi mà mình đi là mình ở nhà công việc ở nhưng nhà. Nhưng mà em thấy bây giờ công việc của anh nó gì anh đâu có buông ra được cho mình. Thật sự luôn, bây giờ mà bắt anh ngồi đây là em cũng biết trong bụng anh có tô ở trong. Không, bên kia xong hết rồi, tại bên kia hai đoàn nhỏ nhưng mà ngày mai anh tới mấy trăm khách vậy rồi. Là công việc của mình là sẽ bận rộn vào cuối tuần nhiều hơn ha. Đúng rồi, cuối tuần là không buông đi đâu được luôn. Ngay cả hứa với mấy đứa con anh cho đi du lịch là tới bây giờ anh vẫn chưa làm được. Du lịch là người ta du lịch cuối tuần, còn anh là du lịch tới đầu tuần. Nói chung mình chọn cái nghề mà khi người ta đi chơi là mình đi làm. Khi mà mình đi chơi thì người ta đi làm. Vậy mình mới chơi một mình một cõi sẽ vui. Thế là chơi mình nên đúng không? Nhưng mà khi mà xuống cái nhà hàng của anh Tám á, rất là đặc biệt. Tại vì rất là ít những cái nhà hàng người ta sử dụng những cái bàn gỗ nguyên khối để người ta làm, để bắt tiếp khách. Với những cái người giống như tụi em là đam mê về gỗ nữa, thì xuống mà được ăn, được trải nghiệm trên cái bàn gỗ mà tại một cái không gian rộng lớn á, thì nó lại quá là đặc biệt đó. Thì đó, ví dụ như khi mà anh chị em nào ở trên kênh Sơn Sập Gỗ á, thì mà mình có du lịch hoặc là mình có đi ngang qua đây thì mình cứ ghé qua hai chi nhánh của anh Tám là Lẩu Mắm Cần Thơ. Mọi người chỉ cần lên Google Maps search Lẩu Mắm Cần Thơ thì sẽ ra được hai cái địa chỉ đó, thuận tiện khu gần ở đâu nhà hàng nào thì mình ghé nhà hàng đó hai cả nhà. Hy vọng là trong tương lai mà mấy anh chị mà khách hàng của Sơn Sập Gỗ có đi du lịch ở miền Tây, ở Cần Thơ, đi hành hương cũng vậy, thì ghé thưởng thức cái ẩm thực văn hóa của Cần Thơ, đó là lẩu mắm. Dạ. Tại vì cái lẩu mắm của anh ở đây anh có giảm định lượng ngọt, thành ra nó phù hợp với khách Sài Gòn, khách Đà Nẵng và khách Hà Nội. Và đại đặc trưng bây giờ bản thân anh cũng hạn chế ăn ngọt lắm. Dạ. Tốt cho sức khỏe. Đó, khi mà em ăn thử cái lẩu mắm của mình nè, thì mình luôn có trong đầu mình cứ nghĩ là người miền Tây người ta sẽ ăn nó ngọt đúng không? Nhưng mà cái độ ngọt nó vừa phải, nó đã giảm được gia giảm. Và hầu như là bây giờ là thương hiệu mình được đứng nhất chưa anh? Mình nhất nhì. Nhất nhì. Khiêm tốn thôi. Khiêm tốn thôi đúng không? Chứ mà mình đứng nhất thì không ai. Không, mình không, mình đứng nhì không ai dám giành đứng nhất. Cơ bản thì mấy anh chị mà đến đây thì người ta cũng thương, người ta cũng khen. Người ta nói người ta ăn vừa vị. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa là em thấy mấy bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, lễ phép lắm nha cả nhà. Đi từ xa là đã cười nói chào hỏi, phục vụ rất là tận tình. Chắc là cũng qua bàn tay huấn luyện của anh Tám. Tại vì bán chủ yếu là khách du lịch là nhiều, thành ra mấy em nó phải có một cái sự thân thiện lễ phép. Này là rau mình nhập hàng ngày ha? Lấy hàng ngày buổi sáng sớm. Dạ. Hay quá. Rồi đó, bây giờ là xin cảm nhận của anh Năm nè. Anh Năm, anh ăn cái lẩu mắm Cần Thơ mình thấy có cái vị nào so với Sài Gòn mình thì sao? Chung là ngon hơn nhiều. Ngon hơn nhiều đúng không? Nước lèo nóng ăn nghe đậm đà. Đậm chất Cần Thơ luôn đúng không ạ? Dạ. À, thì nãy giờ là anh Năm bị thôi miên bởi cái nồi lẩu rồi. Anh Năm tập trung. Hy vọng là mấy anh em phải dùng hết dùm cái lẩu. Đó, bây giờ là trông chờ vô anh Năm với lại Hải đó.
nha. Anh Năm cố lên. Rồi, cả nhà cố lên. Dạ. Cân bằng, phải để cái cọng dây này cho cân bằng nha cả nhà. Phải cột cho chắc vào để cân bằng nó không có bị lật phóng gỗ. Bây giờ nó bắt đầu đậu cái bộ trong nhà vào bên trong nhà. Bộ sập của anh Tám tương đối là nặng lắm nha cả nhà. Vì độ dài là độ dày là 16 và dài 2m84, dài 2m84, rộng 2m10, 2m10 nên là cái độ nó khá là nặng. Đây là mấy bạn nhân viên của anh Tám bê trước cái chân vào nha cả nhà. Đây mình cùng vào xem cái khu vực. Đây là cái nhà của anh Tám kế bên nhà hàng. Thì đây là cái khu vực mà anh Tám sẽ để cái bộ sập. Ủa cái phòng này nhỏ xíu vậy anh? Hay quá ha. Tận dụng cái cầu thang. Em nói anh thiết kế hay. Cái chân cầu thang thành cái tủ đồ hả? Cái bộ sập mình vô tới đây rồi cả nhà ơi. Hết chưa được à? Không, để nghe nha anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ này chứ, lát mình phải đi thôi. Bỏ rồi, đẩy vô tới chổng đi. Chú hay chở gỗ nè không chú? À, đủ kinh nghiệm đúng không? Lấy cái bao đó này ra miếng này, cái miếng bự luôn. Dạ. Miếng đó còn ai làm miếng đó để mấy chim đi đào cắt làm đôi. Đúng rồi. Để cái tuột chém từ. Đúng rồi. Bây giờ cái người đào có sức cái ngàn người được ngàn. Để cái thằng này ra cho nó lộng cãi. Bây giờ một người nào đây có chín nè. Gió đầu lên không có nhiều tí á, 4-10 giờ cũng mỏng nữa. Giờ cái đầu mỏng ra. Hỏi giờ còn, anh mở tay nó khỏe hơn. Hét xe ra cái này đứng xe. Thì anh lại đây nè. Đây thì đó, 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 anh lại đi. Rồi. Nè, nè, cái đầu con em, cái đầu con em, kéo xe nhé. Ủa, ủa, hỏi sao vậy? Ừ, đẩy vô cho nó. Giỡn lên là đẩy vô à. Một, ổng vô. Đẩy vô. Quá, cố lên. Để qua nhìn xuống cái đó đúng rồi. Rồi vô. Rồi cái xuống này. Rồi lấy xe ra đi. Tất là một hai ba. Rồi nè không. Để nó này ra ngoài hết. Bây giờ cho ra là từ từ để giải quyết chuyện này vô trước gì vô trước không không cần thiết là cứ giờ thì đặng luôn miếng dán nữa là cho nó đặng sửa thấy anh còn sửa cái miếng xà ở ngoài này nó dễ hơn nè bây giờ mình sửa cái miếng kia cho nó ngay đi đúng vô được miếng cái chân 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 Rồi dở lên kéo cái thằng này ra nè, đặng hồi hai miếng đẩy không có nổi đâu. Dở lên để cái chân ra. Tập trung đây. Nè. Rồi. Nó còn chồm qua bên kia nữa chứ nó đâu có cái này. Cái đưa ra. Càng ra càng nhiều càng tốt. Nữa đi. Gọi đầu ngoài kia. Càng ra nhiều càng tốt. Đem cái xe này ra nè. Rồi. Ok vậy lọt chưa? Không lọt rồi. Bộ sạch này dày 16. Dài 2m84, rộng 2m10. Thì đây là cái tấm sập cuối cùng để đem vô nhà anh Tám. Anh Tám mua 2 bộ sập nha cả nhà. Một bộ sập là sập 1 tấm và một bộ sập 2 tấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy cái gì đẻ dưới kìa. Bây giờ mình sẽ học chưa? Ai ai đi rồi ta kéo cái chân vô. Ừ. Đỡ dẫn nặng nó lên, kéo cái chân vô. Mà dẫn cái cọc nữa là mình đưa một cái, mình đưa nhẹ tới là mình tháng rồi. Quá ai đó. Hả? Ừ. Bây giờ dẫn tàu mẫu, tàu thôi, dẫn cũng những cái chân. Bây giờ hết lòng lên để nó chú á. Nặng như chân sức là nặng. Được không? Rồi. Cái cộng bên mệt chịu dây bên nhóm. Ừ. Chân nghe. Không. Phải. Bây giờ dở lên lấy cái tim này ra luôn. Còn cái tim này đúng rồi. Để nó kẹt tay. Chị nhắm lên đi lấy cái tim cho bớt. Rồi bị vô xả tim này còn được. Một, hai, ba, bốn. Rồi, còn nào quá. Cái quá, đâu có gì đâu. Đâu, bây giờ thử. Rồi. Nhất lên luôn. Rồi. Ủa Sao nữa. Rồi đẩy vô đi. Đẩy sát vô đi. Đẩy nè, đẩy đầu vô. Đẩy từ đầu đi. Rồi lên miếng. Lên miếng. Một phần nữa. Không đẩy về miếng. Miếng này lên đẩy. Đẩy vô đi. Ok chưa? Miếng nữa. Miếng nữa. Miếng nữa. Đó rồi. Qua cái đầu đó ngáo qua nè.
Sao? Có thể. Đó. Nhà nghe biết vào chưa? Cho đầu á, chạy chỉnh chỉnh cái đầu cho tỉnh đi. Sao chật chội, nói chung là mình sẽ sắp xếp lại. Ví dụ như mình có thể cái khoảng trời ơi, em tính là vài chục kilo sắp xếp. Không, sắp xếp mấy cái bên đây nè. Chứ cái đó thì mình để vậy được rồi. Cái này không nên lấy. Cái này không nên lấy hả? Nhưng mà cái tấm này không lấy là uổng. 1m2, 1m2 mà đẹp như vậy là nhưng không có. Nhưng cơ bản là phải đúng nhu cầu. Chứ bây giờ em thấy nhu cầu bây giờ anh chơi sưu tầm mà chưa đúng nhu cầu. Nhu cầu giờ đúng ra phải có chỗ để giải trong khỏi con kẹt luôn hay hơn may gì đây. Để tránh làm bằng ăn cho người ta cũng được. Bỏ con kẹt á, anh thêm cây xanh đó, đó đi ở trong cái không gian ở trong, em thấy cảm thấy giác như là nó hơi bị bê tông á, nhiều quá ha, nó thiếu cũng nhờ mấy cây mai đó nó mới đỡ. Nhưng mà cái không gian ở dưới đây thì thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ. Sao thằng kia không sơn dừng này mà sơn cái màu đậu vậy? Cái phần đó là cái phần gốc cây, cái phần dưới, cái phần này là phần trên tí. Thì cái màu nó sẽ ấy hơn. Thì cái thằng này với thằng đó là chung một cây gọn. Chung khúc luôn hả? Thì chung một cây nhưng mà cái khúc trên dưới nha. Khúc trên dưới nha. Thằng nào mà khúc đầu khúc gọn, nó là chung một cây nè, nó như chai nước của em nè. Đúng. Cây này nó là nó nằm ở khúc ngọn này nè. Để em nói thằng đầu thằng ngọn. Thằng này nó dưới đây. Thằng này nằm chỗ. Cái khúc nó dài tới 9 mét mà, em đây, cắt 3 lần mà. Khúc dài 9 mét, có cái bọng bự. Đã xẻ hơn mất tiêu rồi, mình bỏ qua đi. Đúng không? Sau đó cái khúc dài 6 mét bên em mới xẻ là 3 mét 15 dưới 2 mét 95 đúng chưa? Đúng. Rồi, cái này là dọn dẹp trong 2m95. 2m95. 2m95, cái đó 2m95 cắt một tấc. Nó còn ra 2m. Cái này là 3m15. 3m15 xong cắt. 2m. Cái này là nên 2... hôm bữa nó bị ở cái phần đầu á, em không đưa lúc đầu cho anh á là nó bị cái phần đầu. Nhưng mà thì cắt này, xuống cắt xuống còn 2m84 nó mới đẹp. Anh cho em coi nha, cắt xuống đúng một tấc. Mới đầu là em đưa tấm này cho anh với một cái tấm 3m15, nó cũng 18 luôn. Nhưng mà cuối cùng cái này nè, nó bị nứt vô 45cm. Anh nói chuyện với Chiến nè, anh mới bỏ cái này, anh không lấy, anh mới quyết định bỏ, lấy quái lấy qua lại cái miếng tấm 16 đó. Chứ mới đầu là anh chuyển qua bộ phận 18 đó.
Thành ra cái cây này chỗ 2m84, anh còn giữ hình ảnh ở đây hết nè. Từ tấm thô cho đến bào luôn đó. Nói chung một cây gỗ nè, là nó nằm trên cái miếng này nè, hai miếng này là chung một nhát cưa nè, cái mặt này là cái mặt nó là chung một nhát cưa đó. À rồi biết rồi, nhớ rồi, biết gì không? Cái vỏ đó không có tẩy, vỏ này tẩy nhẹ, kêu tẩy nhẹ nhớ. Nhớ kêu tẩy nhẹ không? Ở phương chân của anh thì anh thích cái màu gỗ này nè. Đó, cứ kêu em tẩy nhẹ. Dạ. Thì đó, chứ em nói là khúc đầu khúc cuối là nó chật lấp nữa. Em nhớ là cái miếng này 3m15. Miếng này với miếng đó là hai miếng này là nó cùng chung một khúc nhát cắt. Thằng đó nằm trên, thằng này nằm dưới nè. Cái mặt tiền đó là nó trên cái mặt. Bởi vì cái vân của thằng này là nó hay là khổ. Tại vì nó từ chung một nhát cắt ra mà. Nhớ đâu, quên hết rồi. Nhớ nằm này ghê. Chứ sao, gỗ uy khói mà anh. Nhưng mà dân chơi gỗ vô nhìn vô anh là quánh giá là anh bằng con mắt khác liền. Cái nhà đang đơn điệu mà để vô cái bộ này thì thôi, chứ cái bộ này giờ cái mặt này em đảm bảo với anh tìm đi. Có đâu. Vậy là anh em sơn sập gỗ vừa hoàn thành xong cái bộ sập cho anh 8 lỗ móng Cần Thơ. Đó, thì đây là cái bộ sập khá là to cả nhà. Vào cái nhà tám là cái khuôn viên này nó rất là nhìn nó sống động hơn đúng không cả nhà. Với cái kích thước là chiều rộng là 2m11, nó cũng còn rơi vào số không phải số đỏ số lô ban nha cả nhà, và chiều dài là 2m84, rơi vào số lô ban hết. Chiều dày là 16, bộ sọc lên mở bật đây là một cái sọc, và bên đây là một cái sọc đơn nữa. Thì cái sọc đơn này nó cũng có chiều rộng cũng là 1m2, chiều dài là 2m84, rộng dày tới 18 luôn. Đây là những cái bộ sập trong cái cây vừa rồi mà anh em sơn sập gỗ vừa xảy ra. Cái phần gỗ này á, cái phần cái gốc cây nên là cái phần vân, cái vân nó tạo thành cái vân nè cả nhà, đặc biệt vân chớp nè cả nhà.